vị và các bạn, bến xe Lương Yên đã ngừng hoạt động đến nay đã được 10 ngày. Hầu hết các doanh nghiệp vận tải đều chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, điều chuyển về các bến xe nước ngầm Gia Lâm và Yên Nghĩa. Tuy nhiên, dù được bến tạo mọi điều kiện nhưng hoạt động kinh doanh của các nhà xe gặp rất nhiều khó khăn vì vắng khách. Có doanh nghiệp dù lỗ nhưng vẫn phải chạy đều để cố gắng thu hút khách. Tại bến xe nước ngầm, nhiều doanh nghiệp cho biết dù bến tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp mới về hoạt động, nhưng hầu hết đều gặp khó khăn do vắng khách. Dù nhà xe đã giảm giá vé, nhưng lượng khách đi tuyến Hà Nội, Hải Phòng vẫn giảm 30% so với trước kia. Còn nhà xe Bắc Hà chạy tuyến Hà Nội, Bắc Giang đã chủ động về trước ngày dừng bến xe Yên Nghĩa để làm quen với khách tại bến nước ngầm. Nhưng sau 15 ngày hoạt động tại bến, nhà xe này vẫn gặp khó khăn. Sau một tuần thì nó cũng chưa có cái gì là đột biến cả, nó cũng vẫn hành khách vẫn đi vẫn thưa lắm. Dĩ nhiên là khó khăn cho doanh nghiệp chúng tôi. Hiện nay doanh nghiệp chúng tôi là đang giảm giá khuyến mại với con 50.000 đồng một vé, trước kia là 85.000. Cũng giống bến xe nước ngầm, các nhà xe về bến xe Gia Lâm cũng lâm vào tình cảnh khó khăn. Nhiều nhà xe than trời phải bù lỗ vì khi xuất bến chỉ vài ba hành khách lên xe. Mỗi lần xuất bến từ trong bến ra chỉ được 2-3 vé thôi. Doanh nghiệp dự kiến lỗ vốn nhiều. Đấy. Từ quay là có hôm chỉ Xuân Hòa đủ tiền dầu. Đấy, không có thu hoạch. Đấy, toàn bù lỗ thôi. Theo tìm hiểu của phóng viên, lý do người dân không muốn vào bến là việc kết nối xe buýt với các bến xe còn thiếu và yếu, chưa tạo thuận lợi cho hành khách di chuyển về bến mới. Có hành khách phải tự đi phương tiện cá nhân hoặc taxi về bến xe. Mình ở Trương Định xuống đây thì Lương Yên với nước ngầm thì xuống đây nó xa hơn một chút. Đi bằng gì đến đây ạ? Đi bằng xe máy. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước như Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ tăng cường các sự kết nối của các tuyến vận tải buýt để trung chuyển lượng hành khách từ bến Lương Yên để cho hành khách. Ngoài ra thì cũng nên có những cái niêm yết tại bến xe Lương Yên cái lộ trình một số các tuyến vận tải buýt sẽ đi theo các hướng tuyến để cho những người dân và hành khách người ta nắm được là cái lộ trình tuyến và có thể sử dụng các phương tiện buýt nào để có thể đến được. Như vậy, khi người dân và doanh nghiệp ủng hộ chủ trương dừng hoạt động bến xe Lương Yên thì phía cơ quan quản lý nhà nước cũng cần nghiên cứu bổ sung thêm các phương án kết nối vận tải nhằm tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện, tránh ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Còn theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ngay sau khi hệ thống kết nối điện tử được nhấn nút đi vào hoạt động, 54% cơ sở khám chữa bệnh đã có thể kết nối đến cổng thông tin và hệ thống giám định bảo hiểm y tế. Nhưng sau một tháng hoạt động, chỉ có 14% cơ sở còn kết nối với hệ thống này. Vì vậy, việc kết nối này còn nhiều bất cập và hạn chế.